Tại thôn Như Phượng Thượng, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, nhiều năm nay có một trang trại lợn nằm trong khu dân cư, hàng ngày xả thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước tưới tiêu của nhân dân. Điều đáng nói, việc xả thải trên diễn ra trong một khoảng thời gian dài nhưng không bị ngăn chặn. Đó là trang trại lợn của gia đình ông Nguyễn Văn Thành, nằm trên tuyến đường liên thôn Như Phượng Thượng sang Như Thượng Hạ. Qua ghi nhận, vào những ngày cuối tháng 5 năm 2024, nước thải chưa qua xử lý từ trại lợn đã xả trực tiếp ra mương thoát nước, dẫn xuống cánh đồng mả bàng. Nước thải tồn đọng dọc tuyến mương, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Có mùi thì hôi thối bẩn, nên chúng tôi chả tưới nước này đâu. Theo chủ trang trại lợn, mặc dù trang trại có xây dựng hầm bioga để xử lý nước thải, nhưng do lượng nước thải quá lớn dẫn đến nước chưa qua xử lý tràn ra ngoài. Tuy nhiên, khi nhóm phóng viên đề nghị xem hệ thống xử lý nước thải của trại lợn, nhưng chủ trang trại lại khước từ. Gọi là cái bã nó ra thì nó lẫn cả cái nước mình rửa ấy. Nhưng mà mình phải khắc phục như nào đấy chứ? Vâng. Đây thì em đang lấy triển khai để em hút đi mà. Ngoài lợn thương phẩm để xuất bán thường xuyên, trại lợn của ông Thành lúc nào cũng có trên 50 con lợn nái. Trung bình lượng chất thải nước thải hàng ngày xả ra môi trường là rất lớn. Hiện nước thải trực tiếp từ trại lợn trên vẫn hàng ngày xả ra mương thoát nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường trong khu dân cư. Trước phản ánh của nhân dân, làm việc với phóng viên đài chúng tôi, lãnh đạo xã Long Hưng đã tiếp nhận thông tin và đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh việc xả thải của hộ chăn nuôi nói trên. Tuy nhiên, về lâu dài, cần có giải pháp di dời trang trại để đảm bảo môi trường trong khu dân cư.